hello xin chào các đồng chí anh chị em các bạn thân mến của lợi mình hôm nay lợi mình like về vấn đề mà bầu cử về vấn đề mà những thành phần xuyên tạc chống phá ở, ngoài, ở hải ngoại cũng như các tổ chức chống cộng ở hải ngoại tụi nó luôn luôn kêu gào và lúc nào cũng lên mạng nó lập ra hàng ngàn diễn đàn các bạn biết ngày đêm nó chống phá xuyên tạc việt nam nó cho rằng việt nam là một đất nước không có tự do dân chủ ngay cả một cái hệ thống bầu cử nó cũng tìm đủ một cách để nó xuyên tạc thì với cái sự hiểu biết của Lợi mình là mình chia sẻ với anh chị em các bạn những cái thành phần xuyên tạc trong phá đất nước tụi nó cái sự khốn nạn của tụi nó mà là Minh thường hay nói về những cái tiên truyền xảo trá và biệt bợm của tụi nó là Minh luôn dùng cái chữ khốn nạn bởi vì con người của tụi nó nó không có cái đạo đức hay một cái cái chính nghĩa gì cả <laughs> nó chỉ biết xuyên tạc bóp méo những cái sự thật ờ, trên mở các bạn mà mở trên những cái kênh YouTube hay là những cái những cái mà đấu trường đồ mà thuộc về của người Việt đó thì cái tụi chống cộng ở hải ngoại nhất là bên Mỹ này nó xuyên tạc đủ kiểu đủ cách về vấn đề tự do dân chủ, nhân quyền và ở Việt Nam mình tôi nói cả một cái hệ thống mà bầu cử ở Mỹ các bạn biết nó nó cũng nó rất là giờ là xảo trá đấy thì theo như cái thống kê của tuổi The Washington Post vào năm 2020 thì các bạn thấy cái hệ thống bầu cử của Mỹ nó chỉ có 66.3% là người ta đi bầu mà ở Mỹ đó các bạn biết cái luật đi bầu của nó nó không phải giống như Việt Nam tôi muốn chia sẻ cái luật cái hệ thống bầu cử của Mỹ đến cho các bạn thấy nó có một cái hệ thống gọi là cử chi đoàn và hệ thống uh, uh, cử uh, bầu gọi là popular, popular vote. Cái đó nó gọi là về về, về dân sự về những người dân á. <laughs> Các bạn tạm thời dịch là như vậy, nó về những cái người dân mà họ đi đi bầu đó, rồi pop nó gọi là popular vote, còn electoral vote đó, nó về đảng của nó, những trong cái đảng phái của nó 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 những cái cử tri của nó nó nắm và những cái tiểu bang nào mà nó nắm cao thì nó nó sẽ đạt cái lá phiếu nó sẽ chiếm cái lá phiếu của nó nó sẽ thắng cái lá phiếu của nó và nó dồn lên <laughs> thì các bạn thấy nhưng mà bầu cử ở Mỹ không phải ai cũng đi bầu đâu các bạn thấy chỉ có 66.3% người Mỹ họ đi bầu bởi vì cái hệ thống bầu cử của Mỹ đó đại đa số người dân Mỹ các bạn biết họ không tin tưởng vào cái hệ thống bầu cử của Mỹ. Các bạn thấy, million, hàng triệu người dân Mỹ, họ không có tin tưởng vào cái hệ thống bầu cử của Mỹ. Bởi vì cái hệ thống bầu cử của Mỹ nó nó, nó thối nát một cách khủng khiếp. Mà những cái thành phần chống cộng ở hải ngoại, tụi nó lúc nào cũng đem cái 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 hình, cái mô hình dân chủ của Mỹ các bạn thấy về vấn đề bầu bán dân chủ rồi. Thực sự nó chỉ là sự xảo trá, sự Uh, của nó mà thôi chứ nó 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 không có một cái gì là thật cả. Cái vấn đề bầu cử các bạn thấy mà ở bên Mỹ đi bầu á như tôi muốn đi bầu tôi phải đăng ký và tôi phải có cái thẻ cử tri đó trước cái thời gian đi bầu bao nhiêu ngày chứ không phải như Việt Nam muốn đi bầu ra đó anh anh được phát thẻ cử tri rồi anh đi bầu. Và ở bên Việt Nam tôi thấy vấn đề bầu cử rất là tự do là ngay cả cơ quan nhà nước họ còn tạo cơ hội cho những người ở trong tù đi bầu tôi nói chỉ các bạn ở bên mỹ thì không có chuyện đó ở bên mỹ này mà cái người mà đi bầu đó là anh phải đăng ký về cái đảng phái nào thuộc về cái anh phải có cái thẻ đi bầu rồi anh phải đăng ký với cái quận với cái district cái quận thuộc cái quận nào anh phải đi bầu ở, ở quận đó buổi sáng hôm đó ngày đi bầu mà anh phải đi làm thì anh phải xin về cái quận đó anh đi bầu cái địa phương đó anh đi bầu mà những người mà đã đã bị uh, bị giam tù đang chờ uh, xét ra gì đó là cũng không có quyền đi bầu mà ở Việt Nam tôi thấy cái sự tự do của cái Việt Nam tạo cái cơ hội cho ngay cả những người ở trong tù đi bầu tôi thấy nó nó cái sự mà mà bầu cử Việt Nam đó, nó rất là 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 hay họ luôn tạo cho mọi thành phần trong xã hội để họ có cái cơ hội họ hiểu về vấn đề bầu cử để tìm ra một cái người có tâm với đất nước để lãnh đạo đất nước còn anh chị và các bạn thấy nước mỹ nó bầu cử nó bầu cử đó là nó đi nó đi tranh giành nó đi nó đi campaign đó là nó đi vì vận động khắp mọi nơi rồi nó đổ, nó nó thu tiền của những cái nhóm lợi ích đấy rồi những cái công ty hãng xưởng lớn những cái nhóm lợi ích của nó nó mới mua chuộc lẫn nhau rồi nó mới ủng hộ cái người ứng cử viên đó để cái người ứng cử viên đó khi mà họ lên họ cầm quyền họ lãnh đạo đó thì những cái nhóm lợi ích đó nó sẽ được lợi. Cho nên các bạn thấy chính như vậy những cái hệ thống bầu cử chính trị của Mỹ cái người dân Mỹ họ 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 rất là chán. Nó đâu có đại diện cho họ đâu. Mà cái tuổi thành phần mà mà chính trị Mỹ còn một điều nữa anh chị các bạn thấy đó khi nó đi vận động vậy đó, thường thì nó hay kích động những cái người mà nhẹ dạ cả tin nữa những cái dân mà gọi là dân nghèo đó, nó kích động những người đó như vừa rồi anh chị các bạn nhìn thấy cái cuộc bầu cử ở mỹ nó 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 đánh lộn nó chém giết nó bắn nó nó gây loạn cào cào hết đấy rồi cả một cái hệ thống chính trị nó nó ngay cả nó gian lận nó gian lận một cách trắng trợn luôn mà các bạn thấy rồi nó cũng làm ngơ một cái hệ thống uh, bầu cử của nó rất là khủng khiếp nhưng mà những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước tụi nó không bao giờ nó dám đào sâu vào trong những cái chính trị của Mỹ mà nó đang sống uh, mà lúc mà nó lấy cái mô hình cái bề ngoài cái mặt nổi thôi uh, nó lên mạng nó tuyên truyền nó là nó nói rằng là Mỹ là đa đảng là cạnh tranh là sẽ đem lại cho đất nước uh, vượng và tốt hơn cạnh tranh lành mạnh hơn nhưng mà các bạn thấy có cạnh tranh lành mạnh gì đâu những cái thằng tài phiệt thì nó chỉ biết gom tiền về túi nó lạm phát thì tăng người dân thì phải vất vả người nào là người nào mà làm mà gọi là công chức thì đóng thế gọi là nhìn không ra mặt luôn đóng thế tía má nhìn không ra luôn còn những cái thành phần mà nó ăn bám xã hội thì cứ ngồi đó ngồi đó rồi hưởng phúc lợi xã hội của những người khác phải đóng vào các bạn thấy cái mô hình xã hội chính trị mà dân chủ của tụi Mỹ nó rất là xảo trá và bịp bợm nó không có phải như những cái gì mà 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 các bạn mong đợi đâu có người, nếu mà ai ở Mỹ thì tìm hiểu về hệ thống chính trị Mỹ mới thấy được cái bộ mặt xảo trá bịp bợm tự do dân chủ và bầu bầu cử bầu cử của Mỹ cho nên người dân Mỹ rất là nhiều người nó nói đến cái thống kê là hàng triệu người mà các bạn thấy trong cả một cái xuyên có nghĩa là trong gần cả 100 năm qua một xuyên là nó gã một thế hệ vừa qua mà năm 2020 này là cái năm gọi là cái số mà người ta đi bầu là nó đã cao nhất thôi là chỉ có 66.3% thì ngay cả cái hệ thống dân chủ bầu bán của mỹ nó đã nó nó đã không có tính cách gọi là dân chủ Thật sự nó chỉ mỹ dân thôi mà các những thành phần chống phá xuyên tạc đất nước mở lên những cái đài mà uh, youtube của tụi nó rồi những cái diễn đàn những cái đấu trường của tụi nó ngày đêm nó cứ quay mỏ về việt nam nó tìm đủ mọi cách nó chống phá các bạn nhìn thấy vừa rồi đất nước mình uh, có một cái cuộc bầu cử rất là hay những người dân họ nôn náo uh, để đặng mà họ đi bầu ngay cả tôi thấy có những người họ ở vùng sâu vùng xa họ cũng cố gắng họ ra ngoài họ coi coi cơ quan chính phủ nhà nước đưa ra những cái danh sách những người mà ứng cử viên đó coi xem cái 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 cái, quá trình những người này về tác phong đạo đức của họ để để người dân nắm rõ và họ đi bầu rất là hay các bạn thấy cái hệ cái hệ thống chính phủ Việt Nam đại diện cho mọi tầng lớp của xã hội vì dân người ta phục vụ còn các bạn thấy hệ thống của bọn Mỹ nó nó chỉ là trá hình thôi nó gì nó gì những cái nhóm lợi ích của nó mà nói không theo nó thì nó sẽ dùng cái quyền lực của nó cái cái quyền lực của nó trên cái không gian mạng ngay cả nhiều rồi các bạn thấy ngay cả hàng Facebook hàng Twitter hàng google, hàng google cũng vậy, google, tụi nó hèn nhau, nó nó không cho những cái người mà đối lập với nó để nói lên hết những cái sự xảo trá của nó, nó bịt miệng, tụi nhóm tài phiệt của nó, còn dân thì vẫn khổ thôi. Bởi vì tôi lên mạng này tôi thấy về vấn đề mà nhiều người nói về vấn đề mà dân chủ bầu cử Việt Nam, họ 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 ở hải ngoại đó, họ không có hiểu và họ nhìn theo những cái hệ thống bên ngoài nghĩ rằng ô tôi bên Mỹ là tôi được tôi đi, đi bầu nhưng mà cái cái lá phiếu của họ nó không có điếm bởi vì cái quyền quyết định là do những cái nhóm tài phiệt là những cái nhóm lợi ích tụi nó quyết định ai sẽ là người cầm quyền chứ không phải là người dân người dân chỉ là những cái con gối đi ra đó để 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 giống như là ủng hộ nó khi nó cần À, nó cần những cái số đông để nó điếm cái đầu ngón ta đầu người đó để rằng nó chống lại cái đối phương nó mỹ dân khủng khiếp lắm chứ không phải giống như các bạn nghĩ, nghĩ ai người nào cũng nhiều người nghĩ rằng ô tôi qua mỹ là tôi sống có một cái đất nước đa đảng tự do dân chủ là tôi sẽ được đời sống của tôi sẽ được tốt hơn các bạn thấy bao nhiêu người việt sang đất Mỹ này. Họ cứ mơ tưởng là như vậy. Khi đến đất Mỹ rồi họ cài sắp mặt luôn. Làm đâu tắt mặt tối. Làm được thì phải đóng thế. Và cái gì cũng phải pháp luật nó ràng buộc vào trong đó. Cái cái tự do dân chủ của nó, cái pháp luật của nó, nó rất là là khắc khe. Khi mà đụng vô cái hệ thống pháp luật của Mỹ. Chứ đâu phải là giỡn đâu. Cho nên có nhiều người cũng bị vỡ mộng và những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước nó nó lợi dụng cái dân chủ biệt bợm của Mỹ thì nó nó lên mạng nó hô hào và nó tiên truyền một cách rất là biệt bợm cho nên chúng ta cần phải cẩn thận hiện nay cái những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước tụi nó cũng khiếp lắm anh chị các bạn tụi nó không không từ mọi thủ đoạn nào để đặng mà chống phá đất nước cái đồ chào Justin phải không uh, Justin thì là minh hôm nay like để các bạn thấy về vấn đề mà sự khác biệt về bầu cử ở trong nước cũng như nước mỹ nó nó một trời một vực việt nam mình tôi chưa bao giờ thấy một cái quốc gia nào mà đi bầu cử những cái cơ quan nhà nước người ta khuyến khích từ ở trại giam từ những người mà họ họ chưa có cơ hội để họ điều kiện để họ đi đến họ tiếp cận cái thùng phiếu tìm đủ một cách tạo điều kiện cho người dân để người dân hiểu được cái tinh thần dân chủ và cái sự ý thức trong cái mô hình xã hội và nó là rất là hay ở Mỹ không có vụ đó anh chị nếu mà nếu mà mình không đăng ký thì mình không thể nào đi bầu bạn không có cái giấy cử tri bạn không đi bầu được mà cái giấy cử tri đó bạn phải phải bầu phải đi đăng ký trước cái hạn định của nó chứ không phải sáng nay à, sáng nay đi bầu là uh, uh, chiều nay đi bầu hay là trưa nay đi bầu uh, là sáng nay đi lấy thẻ cử tri rồi đi bầu nó không có như vậy <laughs> những cái người đi bầu bên này rồi nó còn phải uh, xem coi anh có đủ cái điều kiện không nữa những người mà họ phạm tội bên 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 mỹ mặc uh, uh, dù họ đã ra tù rồi họ có quyền công dân nhưng mà họ vẫn họ vẫn không không được đi bầu tại vì cái lý lịch hồ sơ của họ họ là nó gọi là criminal cho nên họ không được quyền đi bầu và không có cái chuyện mà sách cái thùng phiếu tới những cái chạy giam mà, mà những người mà họ đang thi hình đang chờ thi hình án hay đang chờ xử gì đó để họ có cơ hội họ bầu bên này nó không có cái chuyện đó tôi nghĩ là chỉ có việt nam cái cơ chế việt nam người ta tạo điều kiện cho người dân việt nam à, hiểu được cái tinh thần dân chủ và cái cái mô hình xã hội mà dân chủ nó đúng theo cái tinh thần dân tộc chứ không phải kiểu như hợp chúng bất Hoa kỳ bầu bán nó nó lộn cào cào mỗi lần mà nói đến chuyện bầu bầu cử nước mỹ là một cái chuyện nó vừa tốn kém nó tốn kém về nhân lực nó tốn kém về tài chính mà anh chị và các bạn biết những cái đồng tiền đó toàn là những cái nhóm lợi ích những cái công ty những cái tụi mà tài phiệt những cái nhóm mà nó có những cái lợi ích quyền lợi của nó là nó đua nhau, nó đua nhau, nó bỏ tiền ra như vừa rồi cuộc bầu cử của mỹ các bạn biết cái nhóm lợi ích nó chi nó bỏ ra nó chi phí cho cái cuộc vận động bầu cử ở mỹ vừa rồi tốn kém chưa bao giờ có trong lịch sử mỹ là khoảng một một ngàn tỷ đô riêng ông ông tỷ phú mà michael lambert thôi các bạn biết ổng bỏ ra 1 một Billion Khủng khiếp nó, nó rất là khủng khiếp Nó thao túng một cách giả mang Bởi vì rồi cái cuộc bầu cử của Mỹ Nó thể hiện ra một cái sự Giả dối Mà bấy lâu nay nó che đậy Những cái sự thật phía sau đó Cái vấn đề mà dân chủ của Mỹ Nó xạo trá lắm Chỉ có mấy cái thành phần Mà nó cuồng Mỹ nó cuồng Mỹ nó qua được Mỹ nó nghĩ là nước Mỹ sẽ cứu nó nước Mỹ sẽ ban phát cho nó những cái gì đó mà nó không có được ở Việt Nam tôi nói chị bạn ngay cả ở trong nước Việt Nam hiện nay có những tài đại gia có những người ăn nên làm ra họ cũng họ cũng bị tụ, họ cũng có những cái nhìn rất là sai lầm tôi nói ngay cả các bạn thấy gần đây giống như những cái chuyện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy bà mẹ nó ở trong nước các bạn thấy nó ăn nên làm ra nhờ cái tiếng hát của nó rồi người dân khán giả người ta ủng hộ nó nó có tiền triệu đô bắt đầu nó cầm nó qua mỹ nó mua nhà mua xe tôi nói chỉ các bạn biết đi qua mỹ thì mình có điều kiện mình đi qua mỹ mình sống thì mình phải sống làm sao cho nó tử tế mình sống làm sao đừng có để mà gọi là phải cúi đầu cúi đầu người ta mình ở việt nam mình có tiền có của tự nhiên qua Mỹ rồi các bạn thấy không? Mới qua Mỹ có một tầng là tôi quên tiếng Việt rồi đi lên cái cộng đồng Việt Nam đó, đính chính với tụi nó là ba tôi ngày xưa là cảnh sát của chế độ cũ rồi xưng hô rồi kêu là thằng này là đảng viên, thằng kia là đảng viên những cái đó các bạn biết, những cái người đó nó rất là khinh bỉ. Tại vì mình mình là một cái người gọi là 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 ăn nên làm ra mình sống mình đi sang xứ người ta tại sao mình phải cúi đầu xuống trong một cái cộng đồng để để vô đó để đặng mà lấy lòng tụi nó các bạn thấy nó nó nhục nhã bởi vì cái người của mình ở trong nước mà khi mà họ nhiều tiền lắm của rồi các bạn họ đi ra nước ngoài họ có rất nhiều những cái sự suy nghĩ tôi thấy rất là đau lòng ngay cả các bạn thấy khi mà bà nghệ sĩ hồng vân nó cũng vậy đi ra bên tới được singapore nhật gì đó qua tới nhật rồi bắt đầu quay ra bỉa mai quê hương đất nước những cái người đó họ họ bị cái gì tôi cũng chẳng hiểu họ là những người sống được những cái người dân Việt Nam khi đất nước phát triển đổi mới họ ăn nên làm ra họ có cuộc sống được tốt đẹp hơn và họ đi họ dùng cái đồng tiền của họ đi ra nước ngoài bắt đầu họ cởi người xem qua và họ quay về dưới quê hương họ nhìn bằng nửa con mắt họ coi những cái người khán giả giống như là không có nghĩa lý gì hết tôi thấy anh chị các bạn ngay cả việc trong việt nam xã hội việt nam hiện nay tôi nói thừa dân chủ nhân quyền tự do ngôn luận nhìn ở trên không gian mạng facebook mấy hôm nay tôi thấy mấy tuần nay tôi thấy nó 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 sôi động về những cái mô hình xã hội mỗi thành phần người dân người ta có những cái tiếng nói rất là trung thực họ góp phần đẩy lùi những cái tiêu cực trong cái mô hình xã hội khi họ không đồng tình với một số những nghệ sĩ có những cái lời nói rất là phản cảm các bạn thấy họ lên án trong cái mô hình xã hội dân chủ ngày hôm nay họ lên án những cái điều đó nó không có nhân văn tại vì ngay cả vấn đề từ thiện ở Việt Nam làm từ thiện nó là một cái một cái ơn một cái phúc là mình một cái đặc ân mà mà trong một cái mô hình xã hội người ta đặt cái niềm tin cái uy tín ở nơi mình dù mình có làm sai như thế nào đó thì mình biết nhận lỗi mà đằng này các bạn thấy có những người họ phát ngôn rất là 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 phản cảm ngay cả ngay cả thằng tấn thành nó nó phát ngôn một cách rất là phản cảm bởi vì khán giả là những người ủng hộ nó thì nó mới được có tiền nó mới có được cuộc sống sung túc mà nó lại phát ngôn những cái sự việc tôi nói như các bạn xã hội việt nam hiện nay thừa dân chủ bởi vì người dân họ họ muốn nói cái gì là họ cứ nói không có ai mà phải bắt bớ hay là hành xử họ đem họ ra tòa ra thế này nọ cho đến khi nào mà 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 cái sự phản đối của người dân nó đến một cái cái điểm nào mà luật pháp không có không có đúng thì thì người ta mới mới vào để giải quyết cho nó ổn thỏa thôi các bạn thấy tinh thần những chủ Việt Nam rất là tuyệt vời còn ở Việt Nam cái mô hình xã hội hiện nay tôi thấy dân chủ là nó thừa mà những cái thành phần xuyên tạc chống phá ở đất Mỹ nó cứ xuyên tạc ngày đêm hiện nay tôi thấy lên trên mạng mở ra những cái diễn đàn đấu trường của người Việt của mình chàng ơi họ nói đu thứ chuyện mạnh này nó nói mạnh này nó phát biểu và ngay cả những cái nhóm nghệ sĩ cũng vậy chàng đã thấy mở cho đầu tôi nói với các bạn mấy ông nghệ sĩ việt nam Bấy lâu nay tôi cũng có theo dõi mà mình thấy họ họ phát biểu nhiều cái câu nó nó không có nó không có nhân văn rồi họ sống trong một cái đất nước dân chủ họ đi ra được nước ngoài rồi bắt đầu họ nhìn về quê hương lại khác còn ở trong nước thì họ bày tỏ một cái 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 sự hiểu biết của họ rất là kém cỏi với những những người mà khán giả khi người ta ủng hộ họ hết hết lòng họ làm từ thiện đó là một cái một cái đặc ơn, một cái phước mình cần phải làm cho nó đâu qua đó nếu mình làm không chuẩn mực thì mình sẽ làm cho nó tốt hơn chứ đâu phải mắng chửi những coi thường những cái người mà mạnh thường quân hay là những người khán giả điều đó thì nó nó không có hay tôi thấy trong vấn đề mà dân chủ tự do mình phải thể hiện cái tính nhân văn còn cái người việt của mình tôi nói như thấy thằng đàm vĩnh thân phải nói là rất là thất vọng về thằng này lúc trước tưởng đâu nó là một cái nhạc sĩ biết yêu nước mình sống ở trong cái đất nước mình đã được có được cái cái tài cái cái khả năng tiếng hát nhé, đem đến phục vụ cho đất nước cần phải góp phần vào cho nó nhân văn đi ra được hải ngoại rồi bắt đầu lòn cuối dưới mấy cái thằng chống cộng ở hải ngoại ngồi học báo với ngồi nói chuyện với nó để nó phỏng vấn người mình thổ lộ ra những cái cái câu nói chèn đó rồi tự nó cho nó là cái thằng mất dạy rồi đi qua đó để cúi đầu xuống tôi thấy sao mà nó thấp kém gì mà ghê gớm vậy ở trong nước thì làm hùng làm hổ, đụng ai cũng chửi, nói thấy ai nói cái gì cũng chửi người ta, là là tự cho nó là một cái người uh, không có ai được phán quyết về nó, chờ mà qua được Mỹ rồi bắt đầu cúi đầu xuống để đặng mà lấy lòng mấy cái thằng chống cộng ở hải ngoại, không khiếp tôi thấy rất là đau lòng cho những con người này. Thôi thì lại minh lai tới đây, xin uh, hẹn gặp anh chị và các bạn các lần like sau nha. Bye 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 xin chào anh chị và các bạn trong diễn đàn nha